sạt lở đất vùi lấp 5 cháu nhỏ, một cháu đưa được ra ngoài thì đã tử vong. Chiều tối ngày 19 tháng 12, ông Lữ Trung Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Nhóng, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ lở đất làm 5 cháu bé thương vong. Theo đó, khoảng 11 giờ 45 phút trưa ngày 19 tháng 12, một nhóm gồm 6 cháu bé đứng chơi cạnh một ngọn núi nhỏ sát đường lên xã. Khi 5 đứa trẻ đang đứng chơi sát mép núi thì đất đá bất ngờ sạt lở vùi lấp tất cả. Một trong số 6 đứa trẻ này đứng ngoài đường nên may mắn thoát nạn đã vội vàng chạy về nhà gọi người thân tới ứng cứu. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã vội dùng cuốc, sẻng chạy tới hiện trường đào bới đất đá để ứng cứu các cháu nhỏ. Nhận được tin báo, chính quyền xã Nậm Nhóng cũng đã điều máy múc tới hiện trường để đào đất tìm nạn nhân sau đó. Sau một lúc đào bới, cơ quan chức năng và người dân đã đưa được 5 cháu ra ngoài. Tuy nhiên có một cháu nhỏ đưa được ra ngoài thì đã tử vong từ trước. Lúc đó, có mấy cháu chỉ bị vùi lấp nhẹ, chân tay còn lộ ra phía ngoài nên người dân nhanh chóng cứu ra được kịp thời. Một cháu bị đất vùi lấp sâu nên bị ngạt, tử vong sau khi đã được tìm thấy, ông Thành nói. Được biết, vụ sạt lở đất khiến cháu Cụt Trọng Tuyến, 11 tuổi, trú xã Nậm Nhóng tử vong tại chỗ. 4 cháu còn lại bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có một cháu bị thương nặng. Theo ông Thành, hiện chính quyền xã này cũng đang xác minh lại khu đất bị sạt lở thuộc về cá nhân nào. Trước khi xảy ra vụ việc, có một người dân đã thuê máy múc về san lấp đất để làm nhà. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.